Thưa quý vị, Ban liên lạc cựu sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2023. Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, đồng chí trưởng Ban liên lạc đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh và hoạt động của Ban liên lạc trong những năm qua. Đến nay, Ban liên lạc cựu sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập được 15 năm, ngày càng phát triển về số lượng, hoạt động có chất lượng, đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của cựu sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp đã nghỉ hưu. Đây là nơi gặp gỡ, chia sẻ, động viên, gắn bó mật thiết tình cảm đồng chí, đồng đội khi trở về đời thường. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã thông báo một số kết quả về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đồng thời cho biết, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh sẽ đoàn kết và phát huy tốt truyền thống cha ông đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Ban liên lạc cựu sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức mừng thọ cho 8 đồng chí có tuổi đời từ 80 đến 82 tuổi.